bánh chạy lớn nha mấy bạn. Mà hy vọng là mình quẩy gì không nổi cơ. Nè nè nè, quay quay chụp hết luôn nè. Thôi hết bắt làm gì. Rồi. Rồi anh đi hướng nào. Rồi lời đầu tiên cho kênh Săn Bắt Săn Hổ TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Thì tối nay ba anh em mình tiếp tục đi đánh cà cút bằng lưới nha cả nhà. Cả này mùa nước về người ta đồng người ta cắt cũng 60-70% rồi, nên là cà cút nó cũng tập trung về lai gai rồi, nên là anh em mình đi đánh cà cút bằng lưới nha. Thì đánh cà cút này trên mạng mình thấy rất là ít, chỉ có kênh Săn Bắt Săn Hổ TV mới có đánh lưới kiểu này nha. Anh em mình tiếp tục như mấy bữa trước thì đi đuổi thôi. Bữa nay mình căng mấy tay? 5 tay hả? Bữa nay anh em mình căng tới mấy 4-5 tay gì đó nghe cả nhà. Ê, nó kêu ác ác đâu bên kia gì đó. Đó đó, bà tới. Mới đây nè, mới đây bà lên nè. Rồi, mình cứ đi đuổi dài lên rồi nào có dính lên tới lưới dính này mình bấm máy cho cả nhà xem nha, để tránh mất thời gian đi đuổi cái này lên tới chánh lâu nữa, thôi nào đuổi lên tới chánh này mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi tới lưới nha cả nhà, bên đó có con tôm. Ồ dưới này nữa nè. Đó. Ba chú đây con nữa nè. Tất cả đó. Ừ. Bệnh được mấy con á. Đây con. Đây con, trời bay ngược trở lại kìa. Vô Tùng rồi, bay đi đâu? Vô Tùng chưa? Vô vô. Con nãy mạnh lắm. Đây con. Đắng đắng hai con. Chú. Đây được chú nữa nè. Là 5 chú. 5 hả? 5 chú. Nghe em. Rồi, 5 con nha cả nhà. Đây đắng coi hình như dính gì vậy? Chú lướt đen đen nữa đó. Ừ, dính kìa, nằm dưới gốc gạ nè. Dở lên nhìn thấy à. Trời. Bỏ hết đi chịp. Bỏ hết đi, nó kêu éo éo, thấy ghét lắm. Ừ, ngồi dễ cũng bỏ. Đó. Tôi ghét cái thứ mà nó kêu đó đó. Trời ơi, bị tạt nó nội ơi. Đó. Trời nhảy ra em chịu. Để đi, gỡ con này tôi qua. Ừ, con này cái mỏ đó luôn nè. Con này mập ha. À, con mái, con mái. Con này bự nè. Nãy ngoài ba vô chịp ơi. Ôi, nghe mình gửi đằng đó con nữa nghe cả nhà. Trà, con là thánh thằng nó mập anh Tâm ơi. Con đó mập lắm, con đó là chiều mấy con mình thấy đó. Ừ. Rồi đi ra ngoài lùa vô luôn hả vậy? Ừ. Mình đi mé ra ngoài lùa, cái đầu mình đi dài vô. Đi cái mé bên đây nè kìa. Ừ. Đi cái mé bờ đu đủ này nè. Mà bữa nay lùa chắc về hay tối à? Trời ơi, nói từ 10 giờ gửi tới 11 giờ đó. Ừ, mình lội tới 5 miếng đó. Còn anh hai mệt thì anh hai ngồi ở đây đi. Ừ. Còn anh hai mệt thì mấy anh hai ngồi đây á, chứ không lội thêm mấy anh em lội không nổi đâu. Rồi con thứ hai nha cả nhà. Con thứ hai. Con này quá quá. Rồi em mình đang gỡ con thứ ba đằng kia. Rồi mình lại con kế tiếp đây, con đó để anh gỡ đi. Ê, sao bên kia sáng qua nhóc lên nha. Ừ. Phải đem máy theo anh bắt anh ngồi trên ca ấy. Ở đây người ta đánh với nó nhét tiếng rồi để nó nghe được cái nó sợ đóng nó đi mất công. Nó phải nhiễm dính bài chơi. Lật cái túi. Đáng khổ là khổ quá, khổ rồi bắt mấy con bự còn mấy con này khổ khổ. Con này hay sinh một mắt đó. Quá quẩn rồi. Con nó vô quấn mình ghê. Mấy con mà chạm đất được nó kịp nó quấn nó dữ. Ờ nè. Ê, ai bên đó kìa. Nhưng mà sai kìa. Sao? Ừ, soi chuột kìa. Thì ơi. Ai soi kìa anh Tâm? Ai soi nó trời. Nó quà sai đó. Quà sai kìa.
lâu nha chị. Ủa sao nãy mình ra mình không thấy đèn ta? Quá trời con này dính thời gian con tâm. Còn quán thôi. Thứ ba nha. Rồi, chồng quán rồi luôn. Rồi đây nha, mình gửi con cho nhà con này quấn quá quấn này. Này hai con, con này hai con. Hai con này nãy đủ rồi, hai ba rồi chị ba. Tại anh bay qua. Sát máy anh đây luôn ha. Nãy anh đi trước đó. Mình đủ gì ăn về đó. Mấy con màu đỏ này mới đá ha. Nè mới dính này ha. Dễ, mấy con mới dính dễ, mấy con dính buổi chiều á. Nó rớt đằng gần mặt đất nó quậy nó dữ. Mà nó... Đấy. Thứ tư. Thứ năm đây. Nhiều không? Mấy gà hay gì sư huynh? Mấy con rồi? Lại ha. Cỡ chừng nào ít bữa nước cho vô á. Cỡ này nó chưa leo không? Gặp đồng nghiệp đi xô gắn. Xô chuột. Cái gì vậy? Ờ, có chó theo nó vậy? Để theo đó. Mới làm con bờ nha. Rồi. Con thứ 6 nghe cả nhà. Rồi anh hai ở đây cái gì? Ừ, chắc anh đây quá. Ừ, ở đây đi. Ở đây dính nhiều không? À, mới được 5-6 con nè. Mới được 5-6 con rồi. Để bên kia, thấy lớp kia đó dính chục con đó. Ừ, mình đã. Giữ lạc. Cái bên hả? Cái bên luôn hả? Trời ơi, nghe nói chục con hứng dữ hả? Hứng dữ hả? Bữa nay dăng... Thấy hiu thấy mẹ mà giờ này nghe nói... Nay dăng 5 tay lận. Bữa nay dăng 4-5 tay chặn mấy tấm này hết nè. Anh hai mở đèn luôn luôn ngồi đó đi. Rồi, mấy nghe mình đi đuổi nha cả nhà. Thôi anh tắt. Rồi mấy anh em mình đi đuổi, mình ở đây mình canh chừng cái gọng này thôi. Rồi con này sao anh ta? Bỏ vô ngõ cà cốt không? Con này gì á? Con cò hả? Cò. Rồi con cò nha mấy bạn. Hai anh em mình đuổi trong vài ga nè. Anh kia cũng cò nữa. Trời ơi lủng lỗ này ông nội ơi, thằng chi? Ừ. Bay bên kia hết con rồi. Đằng đằng đó con hả? Ừ. Ba con bay hết con rồi các bạn. Được hai con cũng được đi các bạn ơi. Thanh tay này được 6 cà cuốc với hai con. Nghe trắng lỗ nữa. Trời ơi, nó mới bay kìa. Không, cái hồi chiều đâu có cái lỗ này dữ là chịp. Lỗ này dính giác hay gì chứ chiều đâu có lỗ này hẹn hai. Xách bản đi em kiếm đường em. Rồi, con còn nghe cả nhà. Cái lỗ chiều đâu có đâu mà được. Nè lấy dây quần anh hả? Không có anh nói cũng được nữa. Sao không cột cái mỏ rồi? Mẻ này được hai con còn nha cả nhà. Trời ông nói tay kia dính 10 con hứng nữa. Ừ. Ông kêu nó đâu dính cái trục gì thấy hứng dữ không quý. Nó nôn nao chứ nha. Ừ. Rồi mẹ này được hai con cả nhà. Là 8 con. Là 8 con bay hết con rồi. Như chăng cái lỗ lủng hay gì. Nghe mình đang giá cái lỗ lứa luôn. Con hứng cái hao nha. Cái lỗ này là con vẹt nè. Dùng lớn nè. Bữa nay mình làm tới 5 tay rồi nha cả nhà. Bữa nay mình chơi lớn nha. Bữa nay mình đấm lớn, mẹ lớn nha. Lỗ này lỗ vẹt nè. Ừ quá trời cái lỗ lứa nó bự. Lủng gách lỗ bự nè. Hồi chiều giá lại gầu rồi. Đâu có để gì mà tại vì cho vẹt nó dính nè. Rồi mấy anh em mình nó sửa lưới lại nha. Cả nhà mình đi qua thăm mấy tay kia. Mấy anh em mình tới tay lưới thứ ba nha cả nhà. Ủa vậy tay lưới thứ hai. Quên mới có một tay. Có không con? Hai con đó. Bên đây có một chịp. Trời ơi, đụng đất nhóc trên đâu ơi. Trời, nó nằm dưới đất nhóc trên kìa quý. Vậy. Trời ơi. Nằm dưới đất nữa kìa.
nằm dưới đất lử chân kìa. Chơi rồi lụm đầu gỡ nha Nam, đầu gỡ nha cả nhà. Rồi, nghe mình bên đó đang gỡ dài qua nha, tay này cả chục con thiệt chứ bộ. À bay hết con rồi sao kìa, uống hả? Ở dưới đất lử dưới. Ừ. Gặp hai con tôi chạy lại, con này tí xíu rớt xuống đằng nãy dính cọn cánh nè. Mập ù quá. Chạy bay qua kia cũng có lỗi đâu. Nãy giờ gỡ được con nào chưa? Mới một chú nè. Mấy con nè. Mấy con này vậy là cũng không nhiều hung. Con này là con gần chục. Một con nè. Một con, nãy cái kia 8 con không? 6 con dưới hai cò đi, tính 6 con đi. Hai cò tính riêng đi. Tay này tay thứ hai nha cả nhà. Mai chồng. Rồi tới gà anh lại quan tâm đi. Rồi con sữa đó nè. Quá trời rồi, ở đây con đấy con thứ hai nha. Nghe không? Các bạn nghe thổi cơm cơm không? Còn mình ở đây mình chơi đuổi mà không có thổi. Rồi con thứ ba nha cả nhà. Mấy bạn thiết sao mấy mình mấy anh em mình đuổi không? Mấy bạn mà cái gì thổi giết cái con này nó nhát, nó ít có đi lắm. Cho nên mình đuổi như mình bắt. Ê, cái này cũng 7-8 con lên đó. Mình bắt luôn chứ mình không có ấy mấy bạn ơi. Không có để thổi nữa. Thổi nó nhát quá nó không đi. Rồi đứng dây viền trên rồi. Hàng chi tự nhiên phủng đầu tôi nè. Hàng chi nó không dính nè. Rồi đứt dây viền rồi. Rồi. Hàng chi cái con đó sao nó vũ tập nó rớt xuống lãng xẹt hả? Ừ, câu lên được không? Được. Câu được mà nó không đẹp lắm. Viền trên khó câu hơn mấy viền dưới. Ủa ta lưới này phải ta lưới bị đứt không chị? Gì? Ta lưới này phải ta lưới bị đứt không hay là ta lưới mới? Ta lưới đứt của ông nè, ông cụ dây găng tùm lum nè. Mình đang gỡ con. Ủa rồi này nghe ông nói bị đứt lần nữa phải không? Ừ. Đó, còn đây là chắc con thứ ba chỗ đó không ạ? Không, đứt tiền dứ. Chị bỏ vô ba con đó phải không? Hai con với Tâm con ba. Tâm đang gỡ con thứ tư nè. Con này quá trễ quá rồi. Rồi nè, ông trọng trọng luôn nghe em nói lại nha. Ừ, nói lại đi. Cho lưới nó bung lên để nó dính gạo quá trời nè. Bảnh bộ dính dịch đẻ sao la quá trời bạn. Đừng nói văn cà cuốc mà dính dịch đẻ chắc mình cười chết luôn á bạn. Mấy bạn nghe đồng nghiệp thổi như vậy chạy chân không? Quá trời. Căng lại chứ không đẹp đó Tâm. Ừ. Có để dính đỡ hơn không? Mấy tay này nè bỏ về đem về mương cá văn cò hết. Văn xong mấy miếng này chắc tiêu luôn quá. Đứt tùm lum hết trơn rồi. Đứt hết lấy ít bữa mua thêm. Rồi. Nằm tới góc dạ dưới mà bởi nó sao nó dùng quá đây. Con Tâm bỏ vô này là con thứ tư phải không? Em gỡ hai con đó, kịp gỡ mấy con? Hai con. Hai là được 4 con rồi đó. Ừ. Rồi ơi. Ủa. Ủa nãy dưới đất này thôi. Mắt sụng chân thấy anh chị. Đây đây con. Con thứ năm nè. Cái này mắt tụng chân nhìn mắt cự lắm, nhìn có lưới mắt cự lắm. Các bạn xỏ xé xé đỡ đi. Để mấy anh em mình nó xỏ lưới lên cái rồi mình bấm máy tiếp nữa nghe cả nhà. Đó, nó bị đứt cái viền giữa nghe cả nhà. Bị mấy con dê cắn hay gì nè. Nè lỗ này nè, chắc gió chứ gì nữa. Còn cắn xỏ lại. Rồi tiếp tục. Chị không biết cái con này nó quậy mạnh nhất. Còn cái gặm đâu rồi? Nè. Dẹp con nó quỷ này nè. Trời ơi đi nha chăng cái màn hình camera không à. Ờ nó nữa đó. Quỷ nó mà nó dính đường nào luôn. Quắn một cái một nồi. Hai con nữa. Còn có 1 2 3 4 5. Đi giờ tới biết hả? 5 chú nữa. Gỡ từ con là chắc lội. Con Tâm thứ mấy rồi? Con này con thứ năm nè, bỏ người hai con rồi. Tôi mới gỡ hai con à, ông gỡ mấy con? Hai con. Là 4 con. Ừ. Giờ con em nó con thứ 6 hả? Vì bỏ vô đây rồi tính. Ừ. Chứ bỏ vô 6 năm rồi mệt quá. Vậy khó tính lắm. Nào bỏ vô lòng đi tính. Bây giờ nhiêu nó cũng là nhiêu đó. Không có hơn đâu mà nó cũng có ít hơn đâu.
cái miếng này chê chưa, cậu cướp cậu cũng khá gà hết anh em. Đó là con thứ năm rồi đó. Có đắt đánh là không có chê miếng nào chứ. Gọi tay lớn tào lao luôn nè. Yeah. Lớn đừng quá trời dụng vậy. Tại dính quá hay gì? Chắc dính gà ngoài mình mở vô con thứ sáu nè. Bữa nay quẩy không nổi thiệt mấy bạn. Còn ba tay nữa đó mà dính được vậy không thì chết chết. Gì đó con hả, gì cũng khá à nha, đẳng còn hai con nữa đó. Chục con chứ nhiêu. Sáu rồi. Con bán miếng gỗ nó chục rồi. Ừ, cũng hay thiệt trời. Hay thiệt chứ. Ê, tưởng không nó chơi không ha. Ừ, ngỡ nằm dưới gốc nè, sống thấy ta. Thì bởi vì mấy tay lưới mà anh Trăng có tùng là sát gốc gà nó nằm vậy đó. Nằm kia ông lại ông thấy một hai con trên nha. Ông nằm vậy cho ông dở mắt kia, ít mắt kia người ta đâu có nhìn thấy dính nè. Để người ta thấy chị ơi chà lựng chứ không biết chuyện gì. Mà người nào để ý đó mới biết, ông văng xa xa ông gọi ông nhìn thấy nha, ông đi lại ông thăm đi ông nằm dưới. Rồi con thứ bảy nha cả nhà. Cái này chắc hơi mắc kéo xích lên nữa chị. Tại cái gì giữa nãy mình kéo gẳng quá đó. Cái máy này dùng thôi mà. Rồi. Còn không thì sáng nếu mà ông có thấy dùng ông lấy nha, khỏi rồi, rồi. Ừ. Đây con nữa không? Ừ. Ừ. Rồi, rồi ta mở vô là con thứ 8 đó. Con thứ 8. Nè đây con. Thôi về ông đón chặt con qua tới 11 số lận. Ông đâu có tính con cò. Chẹp con này muốn sảy nữa nè chẹp. À, dính nè. Cái giò dưới ấy nằm ngoài nè chứ. Ê cha mổ con này cũng muốn ấy nữa nè. Nè. Còn chút cánh thôi mà. Bổ gách lưới hay gì để mở ra thử coi nó dãy gách hay nha. Hay là nó sắn vô nó quấn ngang đây luôn. Con còn nha các bạn. Gách đồng ơi nè, xem tí đi nè thấy không? Nè con cò nè. Rồi. Rồi, con thứ 10 nha. Giờ em cũng hết biết nhớ nhiều con vậy. Thứ 10 rồi đó. Con cò là 11. Đúng rồi nè, làm. Là anh tính cò luôn là 10 đó, con này 11 nè, là vậy là 10 cây cuốc con cò. Hồi nãy chỗ đó đó, hai con lượt đi lại cái tự nhiên bắt được con à. Con này máy nó hay vậy? Ừ, máy. Nãy chạy lại chụp máy rồi căng chấm. Cái lũng lưới qua bển luôn nè chụp. Qua chạy. Chụp qua tới bển nè. Lũng lưới qua tới đó luôn rồi nè. Sao vậy cũng còn dính nè. Đâu vậy con xé? Không phải. Đâu xé. Rồi, con này con thứ 10 10 con cà cốt. Con cò. Dưới nãy mấy cà cốt 6 hả? Là 16 con cà cốt, 3 con cò nha cả nhà. Cứng nửa lọng mà. Nửa rộng rồi quá. Quá khứ. Bữa nay vào luôn rồi. Đây bộ. Hả? Chơi luôn đi. Đi bỏ hai đây đi. Ừ. Để đây đi. Kiếm chỗ khô nè, để khô nè. Ông đi qua đây nè, đi qua đây đi với con nè. Để lại đây đi. Anh vô sát mé đi. Rồi, em mình nó đi đuổi tiếp nha cả nhà. Mình xin tạm dừng đây nha, mình, nó đi vô trong, đầu trong nó đuổi dài ra nha. Tụng vậy thôi chứ sao không có. Không đứng tay nhà. Có cái mình bấm máy tiếp. Quá trời rồi, một rộng rồi nè cả nhà. Mấy anh em mình nó đuổi dài ra nè nha mấy bạn. Đường con hả? Nó bay ngang con rồi. Nãy anh thấy nó làm cái tè ngang luôn rồi. Con cái hả? Cái con cái á chụp nó nặng. Vì nãy làm gì cái ạp chứ hả? Nè, nhạo chụp đó. Thằng ơi chụp con máy xình không gì đó hả? Ừ, dính. Nè, cho nó chụp bất phát bất chung. Nó xuống đây muốn đẻ mà con này nặng nó bay cao nè. Rồi. Ê, mấy bạn thấy có gì không? Anh nghe nó gấp. Ê nè, mấy bạn coi nó xẻ cánh nào. Nó làm tạp tạp đi này. Con nó bay ngán kêu sụm. Rồi, coi như cút này được một em máy. Chứ nghe mình nó chụp con cò nữa. Tính luôn không ta? Vậy là để coi dính tính à. 17 con cà cút, 4 con nha cả nhà. Hơi nữa về mình tổng kết các bạn xem cái gì này hết nhớ nổi rồi. Hết nhớ rồi. Con cá ra chịp. Hả? Quỷ cỏ ăn ấu con cá kìa để thú quắc làm gì. Anh nhớ 17 con cà cút rồi đó. Cò thì 4 con tính riêng mà. Rồi anh hai ngồi đây luôn đi hay con. Lội ra theo mấy anh em. Làm gì? Lội ra đồng bài lội vô đồng trong nữa. Có thì anh ngồi đây cũng được. Ủa? Để lại cái lồng đó đi chịp. Mình thăm tay lưới này hay tay lưới kia. Cái gì? Bên đây còn hai tay nữa lận bột. Mình thăm kế bên đây nha. Ừ. Cái tay lưới bên kia. Ủa, mình tay lưới kia trước. Rồi, em mình tiếp tục tay lưới kế nha cả nhà. Đây, muốn đi nào cũng được. Rồi, tiếp tục tay thứ ba nha cả nhà. Rồi, đứt dây nữa rồi.
rồi. Đứt dây rồi. Ê có cà cút dưới nè. Đứt dây rồi. Rồi nè, đây con nè, đây con nè. Chết luôn rồi trời, lưới mới trời. Đây con nè chịp. Đây con nữa nè chịp. Lưới này ủ quá đứt dây nè. Chết luôn rồi. Đây con nè. Đứt dây chăng cái nhịp dữ nữa chứ. Trời ơi, nó không vượt đâu ba con. Đây con nè. Đâu? Ê, quỷ dây kìa. Đó, con quỷ đã cắn thủng lưới đi ngang đó. Đâu rồi, đứt đứt chỗ nào đâu rồi. Nè, chỗ này nhìn thấy. Chết luôn. Nè, rồi. Dây nè. Ê, đừng dở, đừng dở này, đừng dở. Luôn. Con quỷ đó đó. Trời trời, con gì thủng dữ rồi trời. Thánh thằng ơi. Trời ơi, trời có lỗ. Trời, cái này dẹt quá. Rồi để nghe mình nó xử lý tài lưới nào có bắt lên bấm máy cho các bạn xem nha. Chết luôn rồi. Như là ba con rồi chứ. Nguyên làm lưới nè. Nó quấn còn cha nữa nè. Rồi em mình bắt đầu gỡ con đầu tiên nha. Quá tiếc mấy bạn ơi. Tay này tay thứ ba nha mấy bạn. Tay thứ ba tay lưới mới mà bị dơi cắn quá. Dơi cắn rồi. Đứt hai viền luôn rồi chứ. Hai viền luôn. Xử lý lại lâu mà uổng tay lưới nữa. Lưới này mới mua nè, mới test luôn nha mấy bạn. Ừ. Tưởng dính sập viền không chứ. Còn dính còn gì khủng long á, con gì mấy bạn thấy cái lỗ kìa. Dạ. Thẳng thằng ơi, con này con khủng long hay gì cái lỗ chạy quay. Ủa mà lỗ tối này cả nhà không thấy đâu. Quá trời, lưới này nó manh quá trời, cả nhà không thấy đâu. Quay cà cút đi. Trời, lưới mới mà vậy đó. Tiếc đem mấy ta này đánh là né trong bờ cái chân đó. Chứ mấy cái bờ là ưa có dê. Rồi. Rồi, con đầu tiên nha. Tới hả? Ủa, tới được là phé rồi đó chưa? Ủa, còn đầu đẳng mà. Cũng mới đây tới vậy. Rồi, gửi con này luôn, anh đứng lên quay luôn. Con này con thứ hai nha, con này. Quá quấn mấy bạn ơi, nó đứt dây viền đó, nó quấn quá, mấy dê cắn đứt dây mình. Còn cái viền dưới nữa kìa. Ừ, bởi vậy, xỏ lại lâu lắm. Tại nó quậy nè, nó càng quậy thì nó càng ấy ra. Càng quậy thì nó càng khó. Quá trời, cái lỗ này cái con dạt quá. Dạt. Lưới này lưới manh nữa mà. Sao nó không đối đầu với tay lưới bên kia nữa. Dễ gì chưa nói. Tay lưới kia nó không dám. Tay lưới đánh chim đêm bên kia á. Này mình chơi lưới chim ngà mà đánh chim đêm chuyện nổi. Hết ham luôn. Lưới mới gặp cái bể xấu mình hả chị? Bởi mấy ông mới biết chơi mà cái gì văng tay lưới này bị diện cái rồi xong luôn. Bỏ tay lưới luôn. Giờ mình dính con này mà gỡ còn bị gối nữa nè. Quá trời quắn tại do ấy nè. Do Đức Di Tùng á. Ừ. Đức Di Tùng nó quắn này bên đây bay qua vậy tao ơi. Nó bay qua mà nó cũng không được nữa. Sập cái tụng xuống nó quắn đó. Nó quắn quá mình gỡ hay lông cho tại nó sụp tùng nó quắn dữ vậy chứ mà thôi dễ nhìn dễ phát hiện hơn. Con này nó cũng chui đủng lưới luôn nè, đủng qua tới bên đây nè, đủng hết nè, cho nó đi một nó đi cho lấy ra luôn đi. Gặp dê cắn gì chiều hết thèm đánh chim mà gặp thứ này xấu mình với nó không mấy bạn. Mấy bạn làm nghề này mấy bạn thấy cái gì? Đất chỗ này nó mới không dính nè. Ừ. Đất gì sao dính nữa? Đâu dính, nó phẳng gan chứ dính gì. Mấy con này là tại nó dính trước nè. Nhắc chiều nó dính rồi. Mà chiều em đi giăng là hai ngày em dính mấy con đó chứ em đem, gỡ đem về đó, dính ba con á. Chui túi. Nhắc chiều nó dính ba con rồi đó. Về trước ba con nữa. Ừ. Em bỏ nhà ba con, nhắc chiều tại đi giăng là dính rồi gỡ luôn. Để nó chết chết hoài cái nhát hoài. Ông đó ông thở hơi mệt quá, ông nghỉ luôn hay gì à? Rồi, đã tới được đây rồi phải rồi. Rồi, trời ơi, gửi con này không gần 5 phút.
Rồi con thứ hai nha cả nhà. Rồi để chữa lưới lại mấy bạn ơi. Ba con hả? Ở đó. Hai rồi. Ừ. Rồi đấy nghe mình nó chỉnh lưới rồi bấm qua nha cả nhà. Nãy giờ chỉnh. Đất viền trên đó chứ. Viền kế viền dưới á. Với viền giữa đó, viền dưới còn đó. Con này con thứ ba nha cả nhà. Đất về viện cái làm gấu cho các bạn ơi. Vẫn còn con nào không? Còn con nữa thì. Nằm sát dưới luôn đứt quá trời, nãy giờ sẽ lưới tiếp còn cổ kim viền nữa. Đứt hai viền dưới rồi ta. Cái này độ chịu chắc nó sắn cái con ấy nó làm quá trời vậy. Dạ. Điện thoại reo sao chị? Giang. Hả? Ông Giang. Ê ê con kéo con trong dây tới đây luôn rồi nè Tấm. Đừng đụng nó. Ừ. Để đi hồi chút xin phép. Ba con rồi đó, con thứ ba đó. Đang con thứ tư. Con quắn không biết đường đâu. Gì là tay này bốn con cho nha. Không đưa ra anh cầm đi. Bình thường gỡ dễ, con này có máu. Con này làm gì ra máu dữ ta? Quậy quá nè, bị lưới nó cắt đó. Cắt ngang thịt nữa hả? Ừ, cắt thịt. Lưới này con này nó bị cắt tát thịt rồi, mình không có quay nha cả nhà. Con này nó ra nó bị lưới cắt. Rồi, bốn con nha. Rồi nào có dính nữa mình bấm máy cho cả nhà xem, mình xem đây có con nào. À cái tay này bữa mình lấy phải không? Có tài mới mua. Sao thấy có con chỉ nè. Rồi vậy là có bốn con nha cả nhà. Tên này bị hư được bốn con. Rồi bốn con với nãy 17 là 21 nha. 21 con cà cút với bốn con còn nha cả nhà. Rồi vì lý do con đó nó bị lưới cắt có máu me nên mình không có quay được nha. Rồi mình còn mấy tay nữa Tâm, còn hai tay nữa phải không? Rồi mình còn hai tay nữa cả nhà, nào có dính nữa mình bấm máy cho cả nhà xem. Rồi đây là tay thứ tư nha cả nhà. Rồi tổng kết rồi, cái tay này nhiêu con rồi? Đếm lại. Ê! Nó phiên kia đâu. Ôi tay này dính có hai con rồi chị ơi. Hả? Hai con hết giờ. Rất mạnh con. Rồi. Dưới nó dính ấy hết rồi. Không lẽ dính nãy giờ hai tay kia ta. Ừ, bên bay mình đậm nó, con quỷ này mạnh bà cố. Hai con. Quấn này chẹp. Ừ. Quấn này sao gỡ? Anh nắm xoay xoay tiếp rồi. Dãy con này dãy dữ lắm dãy. Tay này được hai con nha cả nhà. Hai con nó là 23 con, nãy 21 rồi đó. Chắc xé quá. Xé lựa chỗ nào dễ dễ ra đừng lấy quá xé một hai mặt thôi. Tay này gỡ không được. Từ từ. Có thôi đừng có thấp. Nó quắn rồi kia. Thấy chưa nè. Đừng có giáp cái gì cũng vậy từ từ. Nào tôi nắm này nè, tôi nắm ông ngắm nó cho xe ra nha. Muốn làm ca sĩ thì phải từ từ rồi. Ở đó anh hai anh lăn xe lên cho. Đó. Đó. Nào. Có gì đâu phải khó. Chưa dịnh ở đây em rút cái cánh này ra cái nữa rồi. Con đầu tiên phải hai người xử lý nha mấy bạn. Này nó quấn quá quấn à. Con quỷ này nè, để dính nó gần nào quẩy thì ghê. Ừ, con năm còi đâu có nó đâu, năm nay có nó nè. Cái này đẹp, cái này trái đừng bị cái này còn ngon.
mấy mùa rồi. Con gì đun đun hay vậy? Hy sinh một mắt. Hy sinh một mắt. Rồi, con đầu tiên. Con đầu tiên. Cho ta lấy thứ tư. Con thứ 22 nha cả nhà. 22 con cà cút, 4 con cò. Ha, cái gắt ha. Này gắt không ngon, có mặt rồi nè ha. Nó xé mặt cái gắt mặt ha. Nè, điện hoài nè. Cái đổi số nữa gì ta. Rồi, đây con thứ 2 nha cả nhà. Nó nữa rồi nè. Gì vậy? Đó, nó bay cái gì? Trời ơi, trời ơi. Rồi, bây giờ. Alo. Đây có chừng lơ mơ chứ dính ta lưới như mình nói nãy đó. Buông anh ta. Dính ta lưới ngoài này đó chứ. Ngay ngoài đuổi vô một cái nữa rồi. Sao? Hết nha, tiếp tục luôn. Làm gặm chứ cái tay lưới bên cái vuông mà lúa đốt là gì chứ dính còn bự hơn nha. Ừ, mập. Mập chứ còn cái bên. Rồi thầy xin đứt mắt đi cho lệ ăn nội. Đâu buông ra kìa, buông ra lại là mình nhìn thấy nha. Ừ. Ê, buông anh ta. Đó, nó chui đó. Không có nhưng mà nó cũng khó gỡ lắm, con mấy con nhìn thấy này. Mà đỡ hơn con nãy chứ nó mới có đó. Con này lòi ra đó. Làm như vậy tẹt 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 ha. Cái này ra nè. Rồi. Đầu ra được ra đó. Nghe được cái đầu của khá đó. Nó nhỏ mà rối. Rồi đi đây luôn, thẳng ra đi, tôi đi trước mặt. Xe dữ ha. Rồi em mình xử lý con này, nó là con thứ hai ra nhà. Rồi tổng cộng là 23 con cà cuốc, 4 con cò, còn tay cuối cùng nha. Tay cuối cùng nó về tổng quát cho mấy bạn xem. Tổng kết tổng quát gì? Tổng quát để tay thứ 5 cả nhà ơi. Dễ dở tùng lên ra được mấy con. Con à. Rồi con 1 cả nhà ơi. Đây được em 1. Rồi tổng cộng là 24 con cà cuốc, 4 con cò. Bây giờ anh Thơ anh Hai ở đây đi. Tôi với ông lội cái miếng này thẳng ra ngoài nè chị. Ừ. Lội bên đây luôn nè. Gian mấy xài đó bọc qua đó. Thằng đi miếng bên đó đi vô rồi sao? Thằng đi miếng luôn chuyến này á. Ủa nãy mình lùi vô rồi mà. Lùi rồi nhưng mà giờ mình đi nó bay qua lại sao? Hơi đi mép bên đây nè, rồi nó bay qua bển á. Ừ. Mấy tay bên kia nó nhảy thử coi dính không, dính nữa thôi rồi đi vô luôn đó. Phải miếng này mình chưa lùi mà mình đi ra nó bay nhút qua miếng miếng đó, đó cho qua lưới bén nó dễ dính hơn. Nói chứ này có tùng này nó không thấy được bay dính trơn không ơi. Chiều giờ ta này, hồi chiều ta này dính cũng hai con nữa chứ bộ. Thi sinh này cái đi. Cho lẹ đi. Lưới này dễ gỡ mà. Ở vị nồi vậy nè gỡ gì. Mà con quỷ này nó hay gì vậy? À, cà cuốc mà. Chứ lưới này cứng lắm nè, lưới này hay là nó không có bị gối nè. Lưới này dày ghê thiệt. Bứt cũng phải muốn bứt nó bắt được bứt đâu. Rồi.
con cự cún nó là 24 con nha cả nhà. 4 con cò là 28 con. Rồi mấy anh em mình đi ra đầu ngoài lùa vô quần đi vô hai tay nữa rồi. Nghỉ nha, đuối quá đuối rồi. Rồi nó có dính nữa, mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Chào tất cả các bạn nha. Anh em mình về mấy về tới nhà bạn ơi, phân ra quá nhiều các bạn ơi nên phải tách ra bớt để nó ngọt. Nhà cò ông giọng riêng nè, còn cà cút mình phải tách ra hai chuồng nữa bạn ơi. Mới về tới nhà. Mới về tới nhà các bạn ạ. Rồi. Đó. Được hai mấy con cút chứ đâu được 4 5 cò gì kìa. 5 con hay gì á. Nãy 4 con. 4 con. 4 con gì hả? Phải hồi chiều em dính con mà em bỏ ra đó. Hồi chiều mới văng xuống nó dính ba con rồi. Chiều mình gỡ về đi văng gỡ ba con hả? Ừ, vừa văng xuống là dính đó. Ba con vừa nãy 24 là 27 con nha cả nhà. 27 mà hồi chiều là một con cò, hai con cà cuốc. Ừ. Hồi chiều có hai cà cuốc hả? Được một con cò. Dạ 26 con cà cuốc, 5 con cò. Ừ. Rồi 31 con. Ừ. Rồi, thành quả của anh em mình đêm nay là 31 chú nha. Trong đó 25 con cà cuốc, 26 con cà cuốc, 5 cò nha. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, chào cả nhà luôn. Chào cả nhà luôn ha. Bữa nay quá im. Cho anh em mình kết thúc clip này nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bữa nay anh em mình bội thu nha. Cái cút này thì anh em mình đếm 25 ngàn con nha cả nhà.